Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta đến với một cái trải bài nhẹ nhàng chút ha. Hầu như là những người theo dõi cái kênh này của mình á, mọi người á, có thể đã có hoặc là từng có một cái cuộc sống mà nó lên bờ xuống ruộng. Mình lướt hết các comment của mọi người thì mình cũng hiểu được cái phần nào. Đó, rất là nhiều bài học, nhiều dòng suy nghĩ khác nhau. Nhiều khi cũng chẳng muốn biết là ngày mai sẽ ra sao đâu, thì kệ nó đi. Sẽ ra sao nó cũng không còn còn quan trọng nữa rồi, nó chẳng sao nữa đâu. Cái kiểu như thế thì có một số người đã có cái suy nghĩ như thế rồi đấy, quá mệt rồi. Có một cái câu rất là hay nhé. Ông trời á, ông không triệt cái đường sống của ai bao giờ hết, không triệt hết cái đường sống của ai bao giờ. Thì đúng vậy, tất cả những cái bài học, tất cả những cái cục đá mà nó chắn dọc đường của chúng ta đó, tất cả những cái ổ gà, ổ voi hoặc là tất cả những cái khúc quanh mà nó lồi lõm, tất cả những cái chướng ngại vật đó xảy ra để cho chúng ta làm gì? Để tu dưỡng, để chúng ta tỉnh thức hoặc là nhận ra cái bài học ẩn sau đó, hoặc là đơn giản là trả nợ, trả nợ. Thế thì hôm nay á, nhân dịp là trời cũng đẹp ha, và chúng ta sẽ đón nhận hoặc là mở quà, mở một cái món quà từ vũ trụ, từ ơn trên, chúng ta đập hộp cùng nhau ha, xem là sau bao cái sự gian khổ đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái nhân quả tốt nào. Thì cái bài trải bài này á, mình sẽ không làm nhiều tụ đâu, chỉ là một tụ duy nhất thôi để sàng lọc cái năng lượng phù hợp nhất với những cái người phù hợp với cái tần số năng lượng của cái tụ bài này đó. Và ok, chúng ta cùng vào cái trải bài luôn ha. Nhân quả tốt nào đang đến với mọi người đang xem video này? Có rất là nhiều trường hợp thì mọi người có thể tự chắt lọc ra trường hợp nào, thông tin nào phù hợp với mình nhất. Ok. Đầu tiên á, mình check cái năng lượng đời sống của những ai chọn cái tụ này ha. Trong khoảng thời gian mà từ hiện tại trở về cái ngày bắt đầu giông bão đó, từ cái ngày chưa giông bão đến cái ngày mà giông gió bão bùng nữa, thì nhiều trường hợp mình sẽ kể ra hết nè, xem ai dính dính cái gì thì dính à. Sẽ tổng quan mình cảm nhận cái năng lượng á, có một cái gì đấy nó làm cho mình cảm thấy là có cái sự chịu đựng trong đây. Không những chịu đựng này đến từ một cái mối quan hệ nào đó xưa cũ, hoặc là đến từ từ chính gia đình đẻ của các bạn, hoặc là đến từ công việc của các bạn, hoặc là một số bạn đó, thì bị cả ba cái trường hợp trên, bạn ăn trọn gói một cái combo luôn, bị trói buộc, bị đối xử không công bằng đó. Bạn đã mất là mất gì, mất đi tự do, bạn không thể phản kháng ngoài việc chấp nhận ra thì không thể nào mà làm cái gì khác được hết. Nếu xét trên cái góc độ công việc thì bạn không được đối xử công bằng. Bạn đã làm rất nhiều nhưng mà cái lương á, để nhận lại á, không có được, không có đáng bao nhiêu hết. Và nếu mà không làm á thì thất nghiệp đó, mà làm á thì thất thần. Làm thì thất thần thì mình thấy là thiếu đi cái sự ghi công, ghi nhận cái công lao đó, và có thể là các bạn bị lạm dụng sức lao động đã từng đó, quá khứ hoặc là hiện tại, hoặc là ở một cái vũ trụ nào đấy, ở một cái khoảnh khắc nào đấy, ở quá khứ đã từng. Một số bạn sẽ theo cái trạng thái là sống từ trước tới nay không khổ thân nhưng mà lại khổ tâm. Mặc dù bên ngoài á, ai nhìn vô cũng cảm thấy là ở sung sướng lắm, nhưng mà bên trong á, trống rỗng à, bên trong trống rỗng. Một số bạn sẽ bị đàn áp, bị kiểm soát bởi một người có năng lượng nữ, có vấn đề á, với người mẹ của mình. Một số người trong đây có vấn đề với người mẹ nhé, hoặc là chị em trong gia đình, hoặc là nhân vật nữ ở trong họ hàng. Nếu mà đã lập gia đình rồi thì mẹ chồng cũng khắt khe, gia đình chồng cũng khắt khe. Nhìn thêm một góc nhìn nữa, nếu ai lập gia đình thì vài trường hợp là không môn đăng hộ đối, xuất thân bạn tầm trung nhưng lại lập gia đình thuộc tầng lớp cao hơn, thì cái việc mà các bạn phải chịu đựng nhẫn nhịn trong đây ấy, là cái điều mà nó không khó để xảy ra. Thì mình thấy là ngoài mặt tuy là rất bình thản nhưng mà trong lòng ấy thì cảm thấy là không vui, không vui. Một số bạn có một cái mối quan hệ xưa cũ, người yêu cũ, chồng cũ, mà cái mối quan hệ này ấy, cũng hời hợt. Thì mình thấy là được là có cái năng lượng rất là nhạt nhẽo, chịu đựng và hoàn toàn cảm thấy là không có được hạnh phúc nhá, không
không có được hạnh phúc ở trong đây, không có thỏa đáng. Một số người sẽ bị chồng phản bội, đến với một một người nào đấy, có một cái nhân vật là ngon lành hơn, điều kiện vật chất hơn, bỏ lại bạn trong cái trạng thái mà khi mà các bạn nhìn lại cái bản thân bạn lúc đó đó, bạn chỉ muốn bật khóc thôi. Vì sao? Vì sơ sát quá trời. Đó, sống với người khác tới cái mức mà khi mà nhìn lại mình á, thì cảm thấy là tủi thân vô cùng. Và có thể bạn đã không kiếm nhiều tiền, ra thế bạn không bằng cái người đối thủ của các bạn được. Đó. Tiếp nữa, mình nhận thấy cái năng lượng tâm linh trong này nhé. Cái cuộc sống trước kia của bạn nó khó khăn tới cái mức mà bạn luôn mong cầu trời đất á, là ban cho bạn một cái tia sáng, ban cho bạn một cái vận may nào đấy để có thể cứu nè, cứu các bạn thoát ra khỏi cái cơn bĩ cực nè. Và tất cả những cái khó khăn này nó có một cái bài học cực kỳ lớn mà cái kiếp sống này các bạn phải nhận ra là phải học, phải tốt nghiệp. Bạn đang ở đúng cái thời điểm rồi. Không phải vũ trụ nhầm lẫn đâu. Bạn đang đầu thai đúng ở cái thời điểm này rồi. Bây giờ mình bóc tách sâu hơn về cái hoàn cảnh tình yêu hôn nhân giông bão của các bạn ha. Thường á thì những cái người chọn tụ này á từng có những cái mối quan hệ mà từng nghĩ là đi đến cam kết. Không phải cứ ngày 1, ngày 2 đâu, mà đa số là đã có thời gian dài quen nhau rồi, tính bằng năm rồi đấy. Nhưng mà sẽ có những cái hoàn cảnh kiểu vậy nó xảy ra để cho các bạn tỉnh ngộ là, ví dụ nha, ban đầu á, nghĩ là thiên đường, nhưng mà bước chân vô á, thì mới thấy là địa ngục A Tỳ. Một số người còn lấy phải cái nhân vật là đi vô sổ đen của xã hội nữa cơ. Đó, quá khứ tù tội kiểu như thế. Thì một tiếp theo nữa là một số bạn, trường hợp thứ ba là một số bạn lập gia đình xong thì mới phát hiện ra, hóa ra chồng mình, vợ mình trước đây mình cứ tưởng là họ là tốt, nhưng mà thực sự ra mình đang ở với cả yêu quái ở phương nào đó. Đó, và bạn có thể là đã từng đưa nhau ra tòa ly hôn, ly dị, ly thân, hoặc là bị phản bội từ cái người phối ngẫu rồi. Thứ tư, hoàn cảnh thứ tư là có thể là bị trói buộc vào những cái mối quan hệ độc hại, có cái sự kiểm soát trong đây, có sự đàn áp trong đây, và có cái sự hạn chế ở trong đây về cái mặt cảm xúc. Nói chung là không có cảm thấy được cái sự hạnh phúc và là sai người đó. Thì chốt lại là đã từng tự lấy dây buộc mình, đi không được, ở không xong. Cái lá gíp ở đây nó xuất hiện này. Ý là sao? Ý là trong họa có phúc. Chỉ cần gặp là giống như kiểu như là đúng một người, là có đúng một cái bài học đó, là học một phát là nhớ đời luôn, chứ không cần thiết mà phải gặp quá nhiều người. Đó, một cái combo chọn gói đó. Gặp cái người này là một combo chọn gói, một bài học nhớ đời. Đó, quà của vũ trụ ha, thật là đáng sợ. Thì giờ mình bóc tách sâu hơn về hoàn cảnh công việc, sự nghiệp này, giông bão của bạn, đi từ cái hoàn cảnh ngày giông bão trước ha. Thì mình thấy là đa số những cái ai chọn tụ này không dưới một lần bạn phải chờ đợi công việc, kiểu thất nghiệp xong phải chờ đợi công việc vậy đó, hoặc là chờ đợi một cái thành quả nào đấy, lo lắng về cái con đường sự nghiệp. Bạn phải lo cả cái cuộc hành trình của cuộc đời từ cái năm mà các bạn khoảng rơi vào khoảng độ mà 25 tuổi đến 33 trong một vài trường hợp ha. Có những cái điều á, bạn làm á, là vì bạn có cái năng lượng đam mê công việc. Có nghĩa là khi mà bạn làm cái công việc đó là bởi vì đam mê. Đó, bạn muốn tận hiến, bạn muốn sống có ích, có ý nghĩa. Bạn nghĩ rằng nếu mà bạn thất nghiệp thì bạn sẽ mất đi cái giá trị. Vì vậy bạn luôn phải quay cuồng với cái việc mà tôi lúc nào cũng phải có công việc để tôi làm, tài chính, sự nghiệp này kia các thứ. Là bất cứ cái việc gì cũng được, miễn bản thân cảm thấy là không vô dụng thì tôi sẽ làm. Bạn trưởng thành trong cái năng lượng công việc ha, rất là trưởng thành trong cái năng lượng đó. Thì mình thấy là trưởng thành trong năng lượng công việc là sao? Có nghĩa là bạn có năng lực, nhưng mà đa số là có thể thấy là thiên không cho thời, địa không cho lợi, và nhân chưa cho hòa, cái kiểu như thế. Chưa có phải gặp thời chưa có tới. Bạn luôn phải chạy vẫy, lo lắng rất là nhiều. Mọi thứ đều phải là chờ đợi. Một số bạn là phải ngồi chờ thời, dậm chân tại chỗ. Đó là cái năng lượng xưa kia của bạn. Bạn đã từng như vậy đó. Bù lại là gì? Tất cả những cái tài sản bạn có, nó không phải là quá nhiều tiền bạc, nó là cái gì? Là kinh nghiệm, là trải nghiệm. Kinh nghiệm là trải nghiệm kèm theo một cái căn bệnh không ai muốn. Là bệnh gì các bạn biết không? Là bệnh lo lắng trầm kha. Đó, lời được căn bệnh ha, bệnh lo lắng. Mình thấy những cái bạn chọn cái tụ này lo lắng nhiều lắm. Thế bây giờ mình bóc tách sâu hơn về hoàn cảnh các mối quan hệ giông bão của bạn ha. Đa số những ai mà bấm vào đây sẽ có một cái vết thương đến từ người cha. Một vết thương đến từ người cha. Có thể là cha của bạn là một cái người rất là gia trưởng, cứng ngắc, và là một cái người mà muốn con cái phải nghe lời, nghe theo ý cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó. Đây gọi chung là cái vết thương từ gia đình, làm ảnh hưởng và làm tổn thương cái đứa trẻ bên trong.
của bạn. Vì thế, khi mà mang cái vết thương quá lớn như vậy, trạng thái bạn hiện ra bên ngoài là những điều không vui. Nhìn bạn không thấy vui. Không nhầm thì bạn có một cái nguồn năng lượng là có thể là già trước tuổi. Suy nghĩ già trước tuổi, già về năng lượng nha mọi người. Đó, bạn lo lắng nhiều vì bạn không nhận được cái tình thương từ cái người cha đúng cách. Nên vì vậy bạn luôn phải tự. Bạn nghĩ là bạn chỉ có một mình thôi, bạn không lo lắng cho bạn, bạn không đấu tranh thì không ai đấu tranh thay bạn hết. Đấy, thì bạn phải tự lo lắng, tự vươn lên và tự tồn tại với một bản thân một mình bạn thôi. Thì mình nhận thấy là gia đình bạn đã từng không êm ấm. Một số bạn trong đây có thể là gia đình không hạnh phúc, không kết nối sâu sắc. Đó, và có điều gì đó cho mình cảm thấy là có cái nguồn giống như là cho mình cảm giác là cái nguồn năng lượng khá là lạnh. Giống như là chúng ta đi vô một căn nhà mà ở đó lò sưởi không được đốt, bàn ăn thì trống trơn, ly trà trên bàn thì nguội ngắt. Có thể đây là cái hoàn cảnh của bạn đã từng trải qua. Bạn đã từng trải qua cái lá trống trơn à, đâu có ai đâu. Tuy là nó để là family room ha, nhưng chả có ai cả. Đấy. Đây là hoàn cảnh có thể là trải qua từ chính gia đình đẻ của các bạn đó. Hoặc là sự ảnh hưởng mất cân bằng tình thương từ người cha, tổn thương từ đứa trẻ bên trong khiến bạn chọn bạn đời ấy, chọn người yêu sai tè le. Còn nếu mà chọn đúng thì bạn lại yêu sai cách. Đó, đúng người thì lại sai cách, còn không thì là sai người, sai thời điểm luôn. Vì thế mình thấy là có cái nguồn năng lượng xê dịch trong đây. Xê dịch nghĩa là động, là không là động là gì? Động là không tĩnh, là thân bất động nhưng mà lòng thì bất an. Thân bất động nhưng mà lòng thì bất an. Và tập trung không chỉ ở chung với giống như là cái tâm trí ấy, nó không ở chung với cái thân xác. Luôn luôn bị mất tập trung. Mình ở đây nhưng mà hồn mình bay đi đâu á. Thì vài bạn có thể là mình thấy là các bạn bỏ nhà đi sớm ha. Bạn không có phải là bạn hư hỏng hay là bạn ăn chơi, nó không phải như vậy, mà bạn không muốn ở nhà. Bạn không muốn ở nhà vì ở nhà bạn thấy không vui. Và không dưới một lần là những cái member trong đây là đã từng gói ghém quần áo bỏ nhà ra đi rồi. Ở đây thì mình thấy là có hệ thống nè. Từ luân xa số 1, 2, 3, 4, 5. Đó là bị ảnh hưởng ha. Như một cái cây với một cái bộ rễ nó yếu ớt vậy đó. Miệng thì bị khóa lại, tim thì bị đóng cửa. Thế thì bây giờ chúng ta khai thác tiếp là cái điều gì oan ức bất công mà các bạn phải gánh chịu. Cái điều oan ức bất công mà các bạn phải gánh chịu. Ở đây á, mình lột tả chân thực nhất cho mọi người nghe ha. Giờ mình liệt kê là xem là cái bạn chọn chọn cái tụ này có cái combo nào thì các bạn lựa chọn ha. Thứ nhất, các bạn sẽ bị đối xử bất công giữa cái hoàn cảnh gia đình mà giữa con trai với cả con gái. Có cái sự coi trọng những cái đứa con trai hơn là con gái. Hoặc là có những cái tình thương trong nhà không có được đồng đều, yêu thương không đồng đều. Thứ hai là có thể cái sự bất công đến từ chính gia đình họ hàng, gia đình đẻ của bạn, hoặc là có thể là gia đình chồng vợ ha. Họ bảo vệ gia đình họ, còn bạn thì chỉ đứng ngoài lề thôi, bạn chỉ được đứng ngoài cửa thôi, bạn không được vô. Bạn chỉ được đứng ngoài thôi. Đấy. Thứ ba, có thể là những bạn đang xem cái video này, bạn có cái tuổi thơ á. Mình cảm nhận được là cái tuổi thơ của bạn á, rất là vất vả, rất là khó khăn, rất là các bạn khó khăn cực kỳ về cái chuyện tài chính, cái nghèo á. Bạn luôn phải làm việc để mong rằng cái nghèo nó quên các bạn đi. Thứ tư, dù bạn bước vô bất cứ một cái mối quan hệ nào đi chăng nữa thì chắc chắn không dưới một lần các bạn bị phản bội. Hoặc là gặp phải cái nhân vật là trăng hoa, ngoại tình. Và cái điều này nó giống như là một cái vòng lặp, nó có con số 8 ở đấy, giống như vòng lặp, nó lặp đi lặp lại hoài. Thứ năm, bạn phải như là gặp những cái nhân vật mà họ chỉ lo cho bản thân họ thôi, lo cho sự nghiệp họ thôi. Bạn không nằm trong cái sự lựa chọn của họ. Thứ sáu là bạn sẽ rơi vào cái hoàn cảnh phá sản, mất trắng hết mọi thứ, không biết đi về đâu. Có những cái người là ăn đủ trọn gói tất cả những cái combo ở trên mình kể đó. Đó, tất cả những cái thứ năm, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ năm đấy, ăn đủ hết luôn, trọn gói, bỏ của chạy lấy người luôn. Phá sản là buộc phải buông hết tất cả mọi thứ, làm lại cuộc đời đó, tất cả những cái mối quan hệ là đổ vỡ hết. Rồi, thì bây giờ á, mình chốt lại thì cái nhân quả nào tốt nó đang tới ha. Gian nan lắm.
Mình thấy á, nhận thấy rõ nhất là cái cuộc chiến nội tâm. Cuộc chiến nội tâm. Mình uống miếng nước đây. Nhưng mà cái cuộc chiến này nó không phải là một chiến trường mà là cái sự khai mở về cái nhận thức của bạn. Nếu mà các bạn nhìn lại cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn á, và tương lai á, là các bạn nhìn thấy là bạn đi quên, các bạn nhìn lại cái tất cả những cái điều ở quá khứ và hiện tại á, thì là hai cái con người á, nó hoàn toàn khác biệt nhau. Bạn của hiện tại đã trở nên tự chủ hơn. Mình thấy có cái sự là bắt đầu cởi trói, thỏa hiệp với nỗi đau, mất mát và xem nó như là cái bài học mà kiếp này các bạn phải vượt qua để các bạn có thể là phát triển bản thân. Ở đây chúng ta có cái lá bốn xu. Mình không nghĩ cái lá bốn xu này là nó theo cái chiều hướng xấu. Nó đi theo cái hướng mà các bạn biết cái cách để các bạn bảo vệ cái năng lượng của các bạn, bảo vệ bản thân các bạn. Bạn không còn hiền lành và ngây ngô như 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 xưa kia nữa rồi. Đó, bạn không còn hiền lành và dễ cho người, để cho người ta bắt nạt bạn phải làm cái gì, bạn phải làm cái đó. Đó, bạn cũng có phải giống như là gật đầu chấp nhận thì không có thế nữa rồi. Hoặc là bạn bị phụ thuộc cảm xúc và tất cả những ai đến với bạn. Đó, không không có bị phụ thuộc nữa. Thì đây là một cái gì? Đây là một cái sự lột xác. Bạn chấp nhận tất cả những cái nỗi đau, những cái mặt chưa tốt, những cái vết thương mà bạn từng có và không hề đòi hỏi là sẽ phải giống như là tôi sẽ phải báo thù, tôi sẽ phải trả thù. Không quan trọng nữa rồi, nó không quan trọng nữa. Thì mình thấy là có một cái sự nhẹ nhàng trong tâm trí bạn ở cái thời điểm là các bạn xem cái trải bài này. Thì mình thấy bạn đã dần dần nhận ra cái giá trị bản thân mình rồi. Và cái bài học về giá trị bản thân là cái bài học mà có thể là các bạn đã ký kết trước khi bạn xuống đây để có thể các bạn trải nghiệm. Nhưng mà vẫn có những cái sự ràng buộc từ những cái nhân vật karmic đến và đòi một cái gì đó để cho các bạn trả nợ cho xong, để xong là hết ha, trả cho xong. Thì mình thấy là những cái gì mà bạn trau dồi cái thời gian qua, đó là những cái vũ khí mà tối thượng để cho các bạn có được cái kinh nghiệm sống. Nó sẽ theo bạn cả đời, là kiến thức, kinh nghiệm sống, là sự tự chủ và sự tự tin. Đó, và tiếp theo nữa, nhân quả tốt nào đang đến ở cái khía cạnh công việc, sự nghiệp. Thì mình thấy những cái thứ mà bạn đã từng làm, đã từng đầu tư, đã từng dành công sức chiến đấu miệt mài vì nó, thì sắp tới đây nó sẽ thu được lại những cái thành quả rất là tốt. Và nếu bạn không ngừng học hỏi, giống như là đừng bao giờ dừng lại cái việc học hỏi, thì tình hình tài chính nó sẽ cân bằng hơn ở cái thời gian tới ha. Nó sẽ cân bằng hơn. Và có thể rằng bạn sẽ phải ngờ ngợ ra là cái con đường dành cho bạn đó, công việc làm cho bạn hạnh phúc và muốn làm cho nó, giống như là khi các bạn muốn làm cái công việc đó mỗi ngày á, nó quan trọng hơn cái việc mà các bạn bị khóa chân trong một cái công việc mà nó không cho lại bạn được cái sự tự do về trí não nhưng mà lương cao. Bạn chỉ cần làm một cái công việc mà nó cái lương nó ổn định thôi, nhưng mà nó làm cho cái đầu óc tâm trí của các bạn trở nên thanh thản và vui vẻ, thì các bạn thích hơn là làm một cái công việc mà nó khóa các bạn lại mà các bạn mất tự do nhưng mà lương nó lại cao, thì các bạn lại không thích. Vậy đa số những ai chọn cái video này, đã xem cái video này trong đây á, các bạn có một cái đặc điểm chung là cái trí não của các bạn rất là rộng mở. Bạn luôn nhìn xa chứ không phải là nhìn những cái thứ trước mắt. Và nếu ai bị nhấn chìm bởi công việc không phù hợp thì sắp tới đây là sẽ có cái sự thay đổi. Đó, về nhà mở tiệc ăn mừng rồi nghỉ việc 7 ngày 7 đêm. Ăn mừng nghỉ việc ha. Và trước giờ là nhùng nhằng không dám nghỉ thì sắp tới đây là có những người là đồng ý nghỉ việc đó. Chán lắm rồi, buông xuôi đó. Ở đây chúng ta có cái lá đờ sân. Cái lá này nó rất là tốt nhá. Vì thế có thể đây là cái tiền đề cho cái hạt giống phát triển lên một cái cây rất là tốt. Và cái ý ở trong đây á, còn là có thể là các bạn đã đi đúng cái hướng rồi. Những ai đang làm công việc mà các bạn yêu thích bây giờ á, nó là đi đúng hướng rồi đấy. Nên là đừng có lo lắng. Mặc dù là ban đầu nó phải đi từ những cái bước nhỏ trước tiên, nhưng mà đừng có nghi ngại ha. Thế thì tình yêu và các mối quan hệ thì sẽ như thế nào? Tình yêu và các mối quan hệ ở đây sẽ như thế nào đây? Có một cái thời điểm mà mình gọi là thời điểm vàng. Sau cái video này, hôm nay mình sẽ quay luôn cái video này, là cái video mình nói về cái thời điểm vàng ha. Thì sau khi mà các bạn xem cái video này xong, các bạn hãy sẽ đợi cái video về thời điểm vàng khi mà mình nói. Tại sao mình đã có khái niệm thời điểm vàng thì mình sẽ giải thích trong cái video đó ha. Thời điểm vàng á, xảy ra để mà các bạn thay đổi lại toàn bộ cái nguồn năng lượng của bạn, con người của bạn từ trước đến giờ. Xem như là cái thời gian này là cái thời gian cho sự sửa chữa lành lại tổn thương cho bản thân sau nhiều năm.
và đa số những ai mà xem cái video này sẽ có tổn thương rất là sâu. Vì thế các bạn sẽ có cái xu hướng là sao các bạn biết không? Các bạn cho đi nhiều hơn. Các bạn cho đi tất cả những thứ bạn có, bạn chỉ mong tất cả mọi người được vui. Nhưng mà khi mà nhìn lại tất cả cái hoàn cảnh đó thì chính bạn lại là người không vui. Bạn không hạnh phúc một chút nào cả. Đó, vì thế cái nhân quả tốt ở đây là gì? Là thời điểm đánh sập hoàn hảo tất cả những cái thứ cũ, con người cũ, cách bạn đối xử với tất cả mọi người mà quên đi bản thân mình đó, thì vũ trụ sẽ làm bạn đau để từ đó tạo nên cho bạn một cái nền móng vững chắc. Bạn sẽ biết là ai mới là cái người xứng đáng để cho các bạn cho đi, ai mới là cái người xứng đáng để được đồng hành cùng các bạn, ai mới là cái người khiến cho bạn hạnh phúc, cái môi trường nào mới là cái môi trường bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình. Và khi các bạn quay đi rồi, các bạn bỏ lại tất cả những cái thứ đã từng hút cạn đi tất cả những cái năng lượng tình yêu thương của bạn, bạn không còn như trước nữa. Đấy là một cái điều rất là tốt. Thì phần lớn những cái điều này á, nó xảy đến là gì? Là từ nội tâm của các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái sự thay đổi rõ rệt. Khi mà các bạn so sánh mình của quá khứ và mình ở hiện tại, sẽ thấy một cái sự thay đổi rất lớn ha. Có những cái cộng đồng á, thực sự cần cái sự có mặt và cái sự hiện diện của các bạn. Thì mình không biết là các bạn có đang làm cái video như của mình không, có đang làm như là chia sẻ như mình không, hoặc là tarot hoặc cái gì đấy, hoặc là truyền cảm hứng, một cái công việc truyền cảm hứng gì đấy, hoặc là bạn đứng lớp, các bạn dạy chữa lành hay sao đó, yoga, thì cái đấy là nhiều cái phạm trù nó mình chưa có suy nghĩ tới, chưa có suy nghĩ được tới đấy. Thì mình nói sơ sơ như vậy thì chắc đúng đâu chúng chúng đâu chúng. Thế thì bây giờ chúng ta đi tiếp theo là cái lời dặn từ thiên thần bảo hộ nhé. Rất là hay ha, tụ này rất là hay. Quên là tụ này, video này chủ đề là rất là hay. Thiên thần muốn bạn biết điều gì? Mình thấy là có cái sự tin tưởng vào bản thân. Hãy tin tưởng thật nhiều vào bản thân, đầu tư thật nhiều vào bản thân. Vì thực tế, cái linh hồn của bạn có năng lượng của The Magician, có năng lượng của vua gậy, vua su, vua cúp, Queen of Cup, à quên, nữ hoàng cúp nhầm. Bạn đã có đầy đủ tất cả các tố chất, tất cả mọi thứ để bạn có thể kiến tạo nên một cái cuộc đời hoành tráng như các bạn ước nguyện, mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Vì thế tất cả những cái bài học, những cái hoàn cảnh éo le đẩy bạn vào chân tường á, để các bạn bật lên mạnh mẽ, để các bạn đứng vững và bám trụ bằng cái đôi chân của mình. Hoặc là nếu trước nay á, mà cuộc đời của các bạn nó nhiều kiếm quá, nó nhiều nhiều gươm gươm đeo, nó nhiều kiếm quá, thì cũng sẽ thay đổi. Vì thế á, cái lá vua kiếm trong đây không xuất hiện, thiên thần đã không cho xuất hiện ở trong đây. Ý là họ muốn bạn phải gì? Các bạn dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, biết kiểm soát cảm xúc hơn, bớt nóng vội lại, hoặc là quá sắc bén với bản thân thì bớt lại, hoặc là sắc bén với những cái người chung quanh á, thì bớt lại, hoặc là với những cái hoàn cảnh bất như ý thì thôi kệ nó đi. Đó, hoàn cảnh ai đó mà đả kích bạn, nhưng mà cái ý chí của các bạn đó, nó phải sắt đá hơn để các bạn có thể lèo lái được tất cả những cái con thuyền của cuộc đời mình mà không bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào bất cứ ai hết, không bị ảnh hưởng năng lượng từ những cái người không tốt chung quanh và những cái năng lượng thấp ở chung quanh. Ở trong đây thì mình thấy là cái năng lượng tự tin và bình an với cái bài học yêu bản thân thật là nhiều. Và các bạn mong các bạn hãy ghi nhớ cái điều này, bởi vì cái bài học yêu bản thân là cái bài học mà các bạn phải học trong cả một cái cuộc hành trình mà các bạn ở đây. Đó, phải học, phải tốt nghiệp ha. Hết rồi. Ok, và cảm ơn mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái trải bài kỳ tới và một cái chủ đề tiếp theo. Chủ đề đó là gì? Thì hãy đón chờ ha. Bye bye.